Tình làng nghĩa xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu. Tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn chân quý. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Đi dài đi, cho Hoàng lại thêm chút xíu nữa đi. Không có được, Nguyên muốn lắm á, nhưng mà mẹ Nguyên về một cái là hai đứa mình chết chùm luôn á. Chưa có về đâu, 1 phút 30 giây. Thôi đi về đi, bữa sau mẹ Nguyên đi công chuyện á, Nguyên gọi Hoàng qua chơi với Nguyên tiếp nha. Hứa rồi nghe. Hứa rồi. Mỗi tối phải nhắn tin cho Hoàng. Biết rồi. Hoàng, chị Thảo Nguyên yêu nhau. À mẹ biết cái chuyện này là hai anh chị tiêu. À đưa điện thoại đi, đưa điện thoại cho anh chị đi. Hai anh chị là người lớn, còn em là con nít, đừng có ăn hiếp nha. Dở bài con nít ra liền, thấy không? Hai người lớn được ăn hiếp con nít. Thảo Linh. Linh à. Trời ơi, xưa giờ thiệt luôn á, ở chung nhà mà hôm nay tự nhiên thấy Thảo Linh đẹp xuất sắc như công chúa luôn á. Như công chúa mà Thảo Linh nổi tiếng là ngoan nữa, nghe lời đúng rồi đó. Một cô bé ngoan thì chụp hình anh chị làm gì nè, để lưu lại kỷ niệm đẹp tươi của hai anh chị thời thơ ấu. Trời, có gì đâu lưu lại. Trời, đem mẹ em khoe mẹ nó, em khoe mẹ, em khoe cả nhà luôn. Trời ơi, đừng đừng bỏ đi hình xấu đúng lắm. Rồi mà khoe lại bỏ. Hình Thảo Linh mới đẹp nè. Đúng rồi, em đưa cho chị đi, chị xóa cái tấm hình đó, mai mốt rồi hả chị dẫn em đi chơi, em chụp 1000 tấm luôn không được nữa. Đi đầy đủ nhớ, đưa cho đi cho. À đây đây, đâu có dễ đâu. Thôi được rồi. Linh à, Linh à, chị nói nghe nè, bây giờ hả em thích cái gì hay là em muốn đi đâu chơi á, em nói với chị đi, chị sẽ làm hết cho em. Để em suy nghĩ coi. À, trong lúc em suy nghĩ á, thì chị rót sữa cho em uống nha. Cái gì? Thôi đi, có tay có chân thì tự đi rót, tự nhiên có sữa thì trong tủ lạnh đó, tự lấy thì tự nhiên kêu người ta đi rót là sao? Vậy? Mẹ mà biết thì sao ta? Chắc rất rối lắm đi. Bậy hết sức à. Ôi thiệt luôn á, có tay có chân không đi rót sữa cho con nhỏ gì hết trơn. Anh xin lỗi, xin lỗi. Bây giờ Thảo Nguyên đi rót nè. Thảo Nguyên đi rót nha. Rót sữa nha. Gì đó, đâu có gì đâu, anh ngồi gần lại cho công chúa. Trời đẹp quá, mặc áo màu hồng đẹp ghê ha. Làm gì? Có sữa rồi, có sữa rồi. Sữa đây. Uống sữa. Dạ. Sữa cho công chúa Thảo Linh. Không biết là công chúa Thảo Linh nãy giờ ngồi ngoài đây á, có suy nghĩ ra được là mình thích cái gì chưa ha. Còn ví dụ như mà công chúa Thảo Linh chưa có nhớ ra đó, thì công chúa cứ đưa cái điện thoại của công chúa đây, chỉ làm vài cái thao tác nhỏ nhỏ thôi, rồi công chúa suy nghĩ tiếp cũng được. Ấy, đến giờ rồi. Anh Hoàng bật tivi cho em coi. Đến giờ hoàn hình rồi kìa. Được. Có hoạt hình cho công chúa. Yeah, yeah. Này công chúa tóc mày. Tao nói ngày hôm nay trời ơi, thấy Thảo Linh dễ thương ơi là dễ thương, bởi vậy muốn ngồi gần Thảo Linh cho thân thiết hơn. Đúng đó. Em không muốn ngồi kế bên chị. À không muốn ngồi cũng không sao. Chị sẽ ra đây đứng. Đứng để phục vụ cho công chúa Thảo Linh. Dạ, công chúa muốn gì? Tôi không muốn làm công chúa. Thảo Linh nè, Thảo Linh muốn làm gì? À, Đức vua hả? Đức vua, được không? Được, Đức vua được lắm hả? Hai hạ thần xin đứng đây phục vụ Đức vua. Hai người khóc, tôi biết khóc đi. Ủa có gì đâu khóc, đâu có gì đâu buồn, gì đâu khóc. Buồn quá. Hoàng ơi buồn quá. Được rồi. Cười nhiều quá hay sao mà đói bụng mà. Có gì ăn không mọi người? Hà Đức vua đói bụng.
Hạ thần sẽ cho Đức Vua ăn kẹo. Dạ thưa Đức Vua, với một người sang trọng giống như Đức Vua thì không thể nào ăn kẹo được, nó tầm thường lắm ạ. Nhân đây thì Hạ thần sẽ gửi đến Đức Vua một món gọi là đặc sản. Món gì? Dạ, xoài chua chấm mắm đường. Được đó. Nhưng mà vua không ăn mắm đường á. Dạ được luôn, vậy là đặc sản xoài chua không. Trời ơi, dạ, xoài đặc sản dành cho Đức Vua. Có thấy Hạ thần đấm bóp được không ạ? Đâu. Thôi bây giờ mình nghỉ ngơi mình ăn xoài ha Đức Vua ha. Dạ, kính thưa Đức Vua, đây là đặc sản xoài chua dành cho Đức Vua. Xoài chua. Chua. Trời ơi, thì là đặc sản xoài chua mà Đức Vua làm sao mà ngọt được. Chua hả? Lấy sữa cho Đức Vua. Sữa. Chua là phải uống sữa. Dạ đây. Dạ xin mời Đức Vua. Chua là uống sữa. Dạ. Ủa? Đức Vua sao vậy? Đức Vua. Đau bụng. Trời ơi, Đức Vua lâm bệnh rồi. Đức Vua ơi. Lo lắng cho Đức Vua quá. Lo lắng quá. Đức Vua lâm bệnh rồi. Thần nghĩ ra cách đó hay vậy? Trời đất ơi, Nguyên là chị của Thảo Linh mà. Thảo Linh nó có cái tật á, hiểu không? Bữa lần nó ăn xoài mà nó uống sữa thế nào cũng đau bụng. Bởi vậy cứ cho nó uống sữa là đau bụng liền. Mật khẩu. Đâu biết đâu. Bấm lại đi. Được rồi. Chắc là không được. Thử có được không? Trời ơi, không được đâu, bấm một lần nữa là nó khóa máy luôn á. Giờ phải sao giờ? Đi qua đây. Đi. Bây giờ là được ăn cả ngã về không? Rồi, Hoàng bấm 2 số. Nguyên bấm 2 số. Rung quá. Hết trúng rồi hả? Khóa máy rồi. Đức Vua khỏe chưa? Hai người làm gì với mấy tôi? Dạ đâu có làm gì đâu Đức Vua. Dạ tụi em thấy nằm ở trên ghế tụi em sợ ngồi lên rồi em cầm để lên bàn cho Đức Vua. À Đức Vua ăn xài nè. Không ăn xài nữa. Không ăn hả? Không. Nguyên ăn đi Nguyên. Trời ơi xài để trên ngon. Cây ngon lắm đùa mà ăn đi. Ăn chút. Ngon quá. Hai người nghe đi, bây giờ muốn đi ăn kem. Ôi tối nay hả Hoàng dẫn Nguyên đi ăn kem ở cái chỗ. Tụi bữa nhớ không đúng không? Kem ốc quế ngon trời ơi, ăn hai cây. Hai người coi Vua là cái gì vậy? Có coi không? Coi Vua sư tử. Hoàng thích nhất phim đó luôn. Mỗi phim bắt có hoài không bao giờ chán lắm. Hay quá trời, coi Vua sư tử hả? Hai người quá nắng à. Trời cái gì? Chuyện động trời vậy đó hả? Trời ơi, thiệt tình luôn á. Sao vậy? Hả? Cái chuyện gì vậy? Hả? Mẹ. Nói cho tôi nghe coi. Cái chuyện gì? Mẹ. Cái gì con? Hai người đó yêu nhau không hẹn. Bây giờ anh Huy đang đánh à. Cái gì? Hai người đó yêu nhau hả? Thôi kệ. Ta yêu nhau thì thôi tác hợp ra đi. Có cái chuyện gì đâu mà quan trọng phải không? Ừ. Sao? Cái gì? Cái chuyện nó có đụng chạm tới tôi nè. Không có. Cái chuyện nó làm gì có. Cái... Không có bàn chứng luôn nè mẹ. Mẹ đừng có gọi điện nó mẹ. Đợi một chút. Chuyện gì con? Hả? Chuyện gì? Con có bằng chứng hai người đó yêu nhau đó. Bằng chứng? Bằng chứng gì? Ở đâu? Hai người nào? Mẹ, con ồn ào thiệt tình nè. Đâu có ai vậy? Không có mở mắt ra được. Alo. Alo tôi nghe. Hả? Có rồi hả? Được rồi, đợi tôi qua liền. Có bằng chứng rồi. Mẹ đợi chút đây. Mẹ. Hai người làm gì vậy? Ủa đâu làm gì đâu. Trời ơi. Hai người làm cái gì mà điện thoại của em khóa nè. Mất hết dữ liệu nè. Trời ơi. Điện thoại của Đức Vua ai mà dám đụng vô. Hai người thật là quá đáng. Ai quá đáng? Oan gia. Trời ơi là oan gia. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Yêu thương thật chân thành với tôi.